Hi, xin chào các bạn đến với kênh Vườn Nho Ngọc Tây Úc. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về chủ đề phân bón ha các bạn. Thì trong vườn của mình là mình lúc nào cũng chia sẻ với các bạn là mình làm vườn 100% hữu cơ ha. Thì làm vườn hữu cơ thì cái phân bón chúng mình sử dụng là phân bón hữu cơ, và đa số là mình xài phân chuồng như phân bò, phân trừu, phân gà và compost. Thì compost đó là cái phân rác từ ủ ha các bạn. Thì phân rác từ ủ là gì? Là phân rác, đó mình làm từ những cái vật liệu như là rác nhà bếp nè và rác vườn. Đáng ra đó, và những cái vật liệu này đó mình bỏ vô trong thùng rác mình để gây ô nhiễm môi trường á, thì mình tái chế lại thành phân bón hữu cơ, vừa không lãng phí và thân thiện môi trường ha các bạn, và rất là tốt cho cây trồng. Thì sau nhiều năm tìm tòi và mình thử nghiệm nhiều cách ủ phân khác nhau á, thì mình cũng rút ra nhiều kinh nghiệm. Thì chắc chắn là mỗi người có những cái cách ủ phân khác tốt hơn, hiệu quả hơn, nhưng mà đây là cái cách ủ phân của mình á, và hôm nay đó mình sẽ chia sẻ với các bạn ba cách mình ủ phân compost. Cách thứ nhất đó là mình sử dụng compost tumbler. Thì đây là cái thùng để ủ phân ha các bạn. Thì các bạn có thể mua ở những cái như ở bên Niền ha, hoặc là những cái chỗ mà họ bán thùng compost ha. Thì những cái thùng này họ thiết kế sẵn cho mình rồi, và mình cái cách sử dụng thì là mình dùng cái hơi nóng và vi sinh vật, nấm sinh vật mà để phân hủy những cái rác này thành phân. Thì mình trộn theo tỷ lệ là 6 phần brown và 4 phần green. Thì brown là gì? Brown tiếng Anh, tiếng Việt có nghĩa là nâu. Thì những cái vật liệu mà màu nâu bao gồm như lá khô nè, những cái nhánh cây mà khô đó các bạn, và rơm rạ là những cái cỏ khô, mùn cây. Các bạn có thể xài giấy báo mình xé nhỏ ra thì nó cũng thuộc lại là rau đó các bạn. Và phân động vật, phân mà đã được ủ rồi ha, chứ không phải là phân tươi nha. Phân đã ủ hoại rồi thì giống như phân bò, phân trừu nó được ủ hoại rồi, thì đó là tất cả những cái vật liệu mình gọi là nâu, nghĩa là brown. Còn green là gì? Green á là có nghĩa tiếng Việt có nghĩa là xanh. Thì bao thì gồm rác thải nhà bếp nè, những cái mà rau củ quả mà mình bỏ đó thì có nghĩa là xanh, và có bã cà phê nè, hoặc là bã trà, hoặc là cỏ. Và sau khi mà mình cắt á thì nó cũng thuộc vào xanh đó các bạn, bởi vì nó còn tươi. Xanh có nghĩa là những cái vật liệu mà tươi đó. Thì vật liệu khô và vật liệu tươi mình trộn lại với nhau thì với tỷ lệ là 4-6 ha, nhưng mà cái tươi đó chỉ là 4 phần thôi, còn cái xanh nó 6 phần. Nếu mà các bạn trộn nhiều cái tươi quá đó thì nó sẽ rất là hôi, cho nên mình khi mà trộn ha, các bạn bỏ một lớp xanh ha, thì mặt bỏ các bạn bỏ một lớp khô, nhưng mà phải nhiều cái lớp khô đó nhiều hơn cái lớp xanh ha. Và khi mà mình trộn đều lên á, thì và cái thùng này đó mình để ở chỗ mà nắng nguyên ngày ha các bạn, thì cái ánh nắng mặt trời nó có thể ra một cái hơi nóng á, nó giúp cho cái quá trình phân hủy nhanh hơn. Và mỗi ngày đó mình tưới nước để cho cái hỗn hợp lúc nào cũng ẩm ha các bạn. Nó khô quá nó sẽ, mấy cái vi sinh vật đó, nó chỉ thích sống trong những cái môi trường ẩm ướt, cho nên nếu mà khô quá nó sẽ chết. Cho nên lúc nào mỗi ngày mình dỡ ra và mình tưới nước vào để cho cái nó cũng ẩm hết. Và mỗi ngày, nếu mà được mỗi ngày hoặc là mỗi 2 ngày thì mình phải xoay nó ha các bạn, mình xoay vòng để cho tất cả những cái hỗn hợp nó trộn lẫn vào nhau. Và chỉ trong vòng nếu mà các bạn hửi mà nó có mùi hôi hoặc là nó có ướt chèm nhẹp luôn á, thì á, các bạn biết là mình bỏ nhiều cái green quá rồi, bỏ nhiều cái xanh quá rồi, thì mình trộn thêm cái khô vô ha, cái brown vô ha. Khi mà các bạn hửi được nó có một cái mùi thơm của đất và của mục á, là mình đã thành công rồi đó. Thì ở bên dưới đó mình dùng cái chậu
để mà mình hứng cái nước ha, hứng nước từ những cái này nó nhiễu ra đó, những cái nước đó nó rất là tốt đó, mình pha nữa, pha ra để mình tưới cây rất là tốt luôn các bạn ha. Thì thường nếu được á, thì mình trộn sẵn tất cả vào một vào thùng một lượt khoảng 2/3 thùng thôi, rồi sau đó mình đừng có bỏ thêm nữa ha, vì nó cần thời gian á, từ 6 đến 8 tuần á, thì nó mới phân hủy được. Thì khi mà nó phân hủy nó gọi là cooking, nó nấu xong rồi đó. Mọi thứ á, nó bắt đầu nó phân hủy ra thì á, các bạn sẽ nhận sao bạn sẽ thấy là cái hỗn hợp á, nó giống như là mùn đất vậy đó các bạn. Cái bạn sẵn có thể sử dụng cái hỗn hợp đó để mà mình rải lên những cái cây á, thì rất là tốt luôn. Thì cái ưu điểm của cái thùng compost này á, thì tại vì cái thùng của nó che kín lại ha, và nó cách xa mặt đất á, cho nên á, mình cũng có thể bỏ thịt, bỏ cá, bỏ xương với một số lượng ít thôi các bạn, mà mình không có sợ là chuột hoặc là rắn hoặc là nó chui vào ha để mà nó ăn, và mình không có sợ là mình dụ những cái con đó nó lợi vườn, tại vì nó đã kín rồi. Thì nhưng mà còn có nhược điểm đó là cái thùng compost này thì cái giá thành nó hơi cao hả các bạn, khoảng giá từ khoảng 100 cho tới 1.000 đô tùy loại luôn, và mình phải quay nó thường xuyên. Cho nên á, mình nghĩ là đó cũng là một cái nhược điểm cho những người mà nhiều khi đi làm nguyên tuần không, rất là bận rộn, không có thời gian để mà xoay hết các bạn. Thì cái thùng này đó mình mua ở bên Niền 5 năm rồi đó, 5-6 năm rồi. Thì lúc mình mua cái giá nó là 140 và khi nó xe nó còn có 70 thôi. Thì tùy các bạn có thể mua đồ second hand á, về xài cũng mình thấy vẫn ok. Thì các bạn lúc ra ha, có được nếu mà các bạn thích cái cách này nó gọn và nó sạch sẽ thì các bạn có thể mua một thùng về xài ha. Còn cách thứ ba đó là sử dụng những cái thùng mà đựng nước chấm đó các bạn, nó có nắp. Thì những cái thùng này là ở những cái nhà hàng hoặc là ở những cái chỗ bán đồ ăn đó các bạn, thì họ đựng mấy cái nước chấm như nước tomato sauce, barbecue sauce hoặc là mayo sauce ha. Thì tại vì khi mà họ order đó là họ sẽ những cái chỗ mà bán wholesale đó họ giao lại nguyên một cái thùng này luôn á, là 5 lít hoặc 10 lít. Thì những cái thùng này sau khi mà ở những cái nhà hàng họ sử dụng xong rồi á, thì đây là những cái thùng nước chấm mà đựng sauce như mayo, tomato, barbecue sauce. Thì những cái thùng 5 lít này á, ở những cái nhà hàng sau khi mà họ sử dụng xong thì họ cũng dục vô thùng rác, cho nên rất là lãng phí ha. Thì mình có thể lợi đó mình xin về và mình biến những cái thùng này á, thành những cái thùng compost á, rất là gọn, rất là mình thích nhất luôn đó các bạn. Và nó có cái quai nữa, thì khi mà mình thu hoạch compost xong á, mình chỉ cần xách đi ha, xách đi quanh vườn cái mình bón cho cây thôi, rất là tiện luôn các bạn. Có thể nói cái cách này là cái cách mà mình thích nhất luôn đó các bạn. Thì các bạn có thể đến mấy những cái đồ quán đồ ăn trưa như lunch bar hoặc mấy cái cafeteria đó, các bạn xin về, hoặc là các bạn lên Facebook Market đó, mình thấy nhiều khi họ đăng họ bán có 2 đồng một cái thôi, trong bên Niền nó bán mắc lắm nha các bạn. Thì đây là cái cách làm của mình ha. Thì mình khoan cái lỗ ở dưới cái nái thùng đó các bạn, để cho mấy con trùng nó chui ra chui vô. Thì đừng có khoan lỗ to quá nha, khoan lỗ nhỏ thôi. Thì nhiều khi mình khoan lỗ to quá, khi mình xách nó đi thì đất nó sẽ rớt ra ngoài. Trùng thì nó cũng không to đâu, mình khoan một cái lỗ chừng 2-3 mm thôi, để đủ cho trùng nó chui ra chui vô thôi ha. Và mình khoan lỗ giáp vòng xung quanh cái mặt thùng ha, để nó không khí nó có thể vào, để cho mấy con trùng nó thở ha. Thì cái nắp thùng thì đừng có khoan ha các bạn, vì nước mưa nó lọt vô nó làm cho cái hỗn hợp nó chèm nhẹp hết. Thì mình chọn cái chỗ nào mà mát nhất ha, tránh ánh nắng trực tiếp. Thì mình để ở dưới những cái gốc cây ăn trái hoặc là những cái chỗ nào mà tối tối tí xíu á. Thì rồi mình chôn 2/3 thùng xuống đất để cho nó giữ ẩm và nó tối, vì trùng nó không thích ánh sáng các bạn. Nếu mà không có muốn chôn á thì các bạn lấy miếng bìa cứng hoặc là gì đó mà phủ lên trên để cho nó tối ha. Thì trùng nó sẽ kéo tới. Thì khi mà bỏ rác nhà bếp vào á thì các bạn có thể bỏ luôn đồ ăn,
các bạn có thể bỏ luôn đồ ăn mà thừa đó, bỏ vô luôn cũng được, không sao hết, tại vì mình đã có nắp đậy lại rồi, mình không có sợ chuột các bạn. Và cũng với cái tỷ lệ là 4 phần xanh, 6 phần khô ha các bạn, 6 phần nâu ha. Nghĩa là 4 green, 6 brown thì vẫn với cái tỷ lệ đó ha các bạn. Thì cái tỷ lệ đó nó làm cho cái ống hộp của mình không có hôi. Thì các khi mà mình trộn đều vô lên hết rồi ha, thì khi mà mình đậy nắp lại thì tự động trùng nó sẽ kéo tới ha. Thì khoảng 2 đến 3 tuần là thu hoạch được rồi các bạn. Nếu mà sau 1 tuần đó nếu mà các bạn coi mở rau, các bạn coi thường xuyên, nếu mà cái hỗn hợp nó khô á, các bạn tưới thêm nước vô ha. Tưới nước vô để cho nó cái hỗn hợp nó ẩm ha. Lúc nào cái hỗn hợp của mình nó cũng phải ẩm ha các bạn. Thì cái ưu điểm là ưu điểm của cái cách này là chi phí nó rất là rẻ, rất là dễ làm, rất là tiện lợi, và đặc biệt là thích hợp cho mấy cái rice bed các bạn. Tại vì nó không có chiếm nhiều diện tích và mình có thể xách mình đi vòng vòng, nó nhẹ nữa, mình không cần phải làm cái gì hết, rất là tiện luôn. Còn cái khuyết điểm là vì những cái thùng này nó không phải là thiết kế cho outdoor, nó không thiết kế cho sử dụng ở ngoài nắng ha các bạn, cho nên cái khả năng chịu nắng mưa của nó kém, và nó sẽ mục rửa sau một thời gian. Nên cái tốt nhất là mình không có nên để chỗ nào nắng ha các bạn, mình lựa chỗ nào mát nguyên ngày ha, lúc nào nó cũng mát thì cái thời gian sử dụng nó sẽ lâu hơn. Và cái thùng, mấy cái thùng này mình xài lâu rồi các bạn, mình xài 7-8 năm rồi á, mà nó cũng ok các bạn, nó chưa có mục. Cho nên mình thấy cũng ok ha. Ra đó, nếu mà các bạn không có mua được những cái thùng này, các bạn có thể xài những cái chậu, mà bình thường thôi. Rồi các bạn cũng trộn y chang như vậy, và các bạn lấy một cái chậu khác các bạn đậy lên, hoặc lấy một cái nắp gì đó các bạn đậy lên, thì nó cũng cho kết quả y chang, nó cũng cho kết quả tương tự như vậy. Và các bạn không cần phải mua gì hết, sẵn có mấy cái chậu đó, các bạn cứ xài những cái chậu đó, và các bạn làm giống như cách của mình hướng dẫn ha. Và nhớ lấy cái gì đậy lên nha, nếu không chuột nó chui vô. Thì đây là những cái cách mà mình ủ phân rác ha, rất là dễ làm, các bạn thấy rất là dễ làm ha. Và mình hy vọng là những cái cách ủ phân rác này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất là nhiều tiền để mua phân bón ha. Và những cái phân bón hữu cơ này, compost, nó sẽ giúp cho đất vườn của mình nó sẽ màu mỡ hơn, và các bạn có thể thu hoạch nhiều, có thể thu hoạch tốt hơn ha. Thì mình xin dừng video tại đây, và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào video sau. Tạm biệt, bye bye.